Tủ lạnh Hitachi, mặt kính gương đen, full 4 cửa điện. Chào các bạn, tôi là Bùi Huy, đại diện cho kho hàng Nhật. Trong clip ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn một mẫu tủ lạnh đến thương hiệu Hitachi. Và chắc chắn rằng đây sẽ là một mẫu tủ lạnh mà rất nhiều khách hàng thích với một cái mức giá cực kỳ ưu đãi. Các bạn sẽ cùng xem là mẫu tủ lạnh Hitachi này nó sẽ có được tích hợp những cái tính năng gì hay mà tôi lại nói là rất nhiều khách hàng thích các bạn nhé. Nhìn phía bên ngoài thì các bạn thấy đây là một mẫu tủ lạnh của Hitachi, được hãng họ làm mặt kính gương đen. Với cái mặt kính gương đen này thì chúng ta có thể thay một cái tấm kính có thể soi gương được. Như tôi hay nói vui ấy, thì nếu như mà các bạn chấp nhận mua mẫu tủ này thì cái khoảng thời gian để chế biến một bữa cơm nó sẽ gia tăng đáng kể, tại vì các chị sẽ soi gương rất là nhiều đó. Nói vui vậy thôi, thế nhưng mà nếu mà trong cái không gian nhà bếp của chúng ta hoặc là không gian phòng khách mà chúng ta đặt một cái mẫu tủ kính này vào thì cái không gian của chúng ta nó sẽ rộng hơn. Bình thường thì chúng ta cũng rất hay lắp các cái tấm kính ở trong cái không gian nhà bếp hoặc là phòng ăn hoặc là phòng khách để gia tăng cái không gian, đúng không ạ? Thì khi chúng ta để cái mẫu tủ mặt kính này vào nó cũng giống như vậy. Có một cái điểm yếu ấy ở cái mẫu tủ mặt kính gương đen này thì nó hơi bám vân tay, nên chúng ta phải chịu khó lau chùi một chút nếu như chúng ta thích dùng cái mẫu tủ màu đen này. Đó. Cái màu chủ đạo của mẫu tủ Hitachi này nó chính là màu đen, hai bên thành cũng là màu đen, nó đồng nhất. Thành hai bên này cũng là màu đen và mặt kính này cũng là màu đen luôn. Đấy. Cái hay ở cái mẫu tủ này thì đây là một cái mẫu tủ duy nhất của Hitachi được hãng họ tích hợp nhiều công nghệ nhất, những cái công nghệ mà sau này không còn nữa, đã bỏ dần đi rồi. Cụ thể là bây giờ nếu chúng ta đi mua tủ mới, chúng ta sẽ không thấy những cái công nghệ tương tự như vậy. Ở khu vực bên trên mặt kính này chúng ta sẽ thấy có bảng điều khiển là điều khiển cảm ứng. Ở cái bảng điều khiển cảm ứng này thì chúng ta sẽ dùng để điều chỉnh độ lạnh ở các ngăn. Các bạn nhìn này, bảng điều khiển như nó là cảm ứng chìm nhé. Khi chúng ta mà tắt đi thì nó sẽ không hiển thị các cái chỉ số gì cả. Khi nó bật lên, bắt đầu nó mới hiển thị ở đây. Và chúng ta sẽ điều chỉnh độ lạnh ở các ngăn. Cái này thì tôi sẽ có bản dịch tiếng Việt và clip hướng dẫn. Tôi có thể nói qua để các bạn thấy là rất dễ điều chỉnh này. Điều chỉnh độ lạnh của ngăn đông này, ngăn mát này, ngăn đá rơi này. Đấy, ngăn đông mềm này, ngăn hút chân không này. Rất dễ sử dụng. Cái này tôi sẽ có bản dịch tiếng Việt các bạn nhé. Ở khu vực này chúng ta thấy sẽ có hai cửa mở điện trợ lực. Bình thường thì chúng ta muốn mở sẽ móc tay vào đây để mở ra như này. Đó. Thế nhưng mà với cái việc mà nó trang bị chúng ta cái cửa mở điện trợ lực này thì chúng ta chỉ cần vuốt thôi. Đó. Là cửa nó sẽ tự mở. Vuốt này. Nếu mà chúng ta vuốt thì nó sẽ mở cả hai cánh. Còn nếu như mà chúng ta không vuốt mà chúng ta chạm thôi thì nó sẽ chỉ mở một bên thôi. Nó sẽ rất tiện khi mà tay chúng ta đang cầm nắm đồ, chúng ta không thể móc vào đây để chúng ta mở được, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng này. Chúng ta chạm một bộ phận bất kỳ vào đây để mở cửa các bạn nhé. Đấy, bên dưới này chúng ta sẽ được trang bị thêm hai cửa mở điện trợ lực nữa các bạn này. Đó. Bình thường thì chúng ta sẽ phải bám tay vào đây để chúng ta mở cửa, các bạn thấy không? Đó. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đang cầm nắm đồ thì chúng ta có thể chạm vào một bộ phận bất kỳ vào cái cửa mở điện này. Nó sẽ tự mở cửa chúng ta. Cũng rất là tiện. Bên dưới này cũng vậy. Với cái việc mà hãng họ thiết kế cái tay cầm kiểu này, tôi thấy cũng là rất là hay. Tại vì nếu như mà những cái tay cầm ở các cái hiệu thủ khác ấy, nó sẽ phải làm như này. Các bạn nhìn này, bám vào đây thì nó sẽ bám bụi ở đây. Đấy, ở cái hộc này. Nhưng với cái thiết kế như thế này, phẳng, nó sẽ không bị bám bụi. Cái này là một cái điểm cộng cho cái mẫu tủ này. Đúng không ạ? Cái gì xấu thì chúng ta chê, cái gì đẹp thì chúng ta sẽ ghi nhận. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem vào cái nội thất của nó, xem mà nó có cái thiết kế nội thất như thế nào và công nghệ ra sao các bạn nhé. Các bạn nhìn này, quá đẹp luôn đúng không ạ? Đây là một mẫu tủ hàng siêu lướt của Hitachi. Chúng ta nhìn thấy nội thất của nó đẹp như mới luôn, đúng không ạ? Bình thường thì Hitachi điểm thẩm mỹ của nó sẽ không được đánh giá cao đâu, như các cái hiệu thủ khác đâu. Thế nhưng mà ở cái mẫu tủ Hitachi này thì bản cao cấp nên nó sẽ trang bị cho chúng ta rất nhiều những cái hay. Hai khay trên này là hai khay kính này, để nó nhìn nó rất là sang trọng hơn này. Cứng cáp. Còn khay nhựa dưới này thì để chúng ta có thể tháo một cách dễ dàng. Nhiều khi chúng ta muốn để cái chai lọ nồi niêu ở đây thì chúng ta tháo bớt mấy khay ra. Đấy, sau này về chắc chắn các bạn sẽ tháo bớt mấy cái khay này đi. Đó, đây thì chúng ta sẽ được trang bị một cái khoang cấp đông mềm và ngăn hút chân không, công nghệ kép các bạn ạ. Đấy, khi các bạn mở ra không khí nó sẽ ùa vào. Còn bị từng như là đóng này. Đấy, thì nó sẽ là một cái môi trường kín, không khí nó không thể vào được, vi khuẩn nó không phát triển được. Đấy là những công nghệ rất là hay. Bên cạnh đó thì nó sẽ được trang bị đầy đủ các công nghệ cơ bản
của tủ lạnh nội địa ở Nhật, ví dụ như làm lạnh tạo ẩm. Đây các bạn nhìn này, khi chúng ta mở ra chúng ta nhìn này rất nhiều hơi nước này. Đấy, đây các bạn nhìn này, các khay cánh này, rất nhiều hơi nước. Đấy, và với cái việc mà nó làm lạnh tạo ẩm như này đó thì rau củ quả chúng ta để thì sẽ không bị khô héo và giữ được rất là lâu. Cái điều này thì dẫn đến việc là rất ai dùng tủ lạnh nội địa Nhật họ đều thích, nó không bị khô, không bị mất chất, rất là hay. Khoang hút truyền không này sẽ có đèn để chiếu sáng. Không phải là mẫu tủ Hitachi nào của Nhật cũng có đèn trong khoang này đâu các bạn ạ. Đây là cái hộc đựng nước để làm đá này. Chúng ta cho nước vào đây để làm đá rơi tự động rồi nhé. Nó sẽ tự động làm thành viên và rơi xuống dưới này. Đây là chưa kịp rơi. Còn chúng ta để khoảng tầm từ lúc cắm sau 8 tiếng bắt đầu nó bắt đầu làm đá và sau khoảng tầm 3 tiếng thì rơi một mẻ. Đấy, và đá sẽ rơi thành đá viên xuống dưới này. Chúng ta được trang bị một muôi để múc đá này. Cái vấn đề đá rơi này rất tiện các bạn ạ. Mùa hè mà có những cái viên đá sạch để chúng ta sử dụng này rất là sướng. Cái ngăn đá này nó sẽ tách biệt hoàn toàn với lại các cái khoang khác nên chúng ta để nó rất là sạch, nó không chung như tủ side by side. Khoang mắt trên này chúng ta sẽ để đồ ăn chín, nước uống và quả các bạn nhé. Dung tích tủ là 520 lít, một dung tích lý tưởng để dùng cho gia đình 5 đến 7 người, rộng rãi thoải mái. Kích thước của nó thì chiều ngang là 68,5, chiều sâu là 70 và chiều cao là 1m833. Các bạn nhìn này, nó rất mới, các cái chi tiết ly lông này nó còn chưa bóc này. Rất mới các bạn ạ. Bên này là một ngăn đông nhỏ chúng ta để kem hoặc sữa chua. Dưới này là một ngăn đông lớn để thịt cá lâu ngày, được chia thành 3 khoang. Đây là cái thiết kế đặc trưng của thằng Hitachi, chia ngăn đông thành 3 khoang. Còn bên dưới này là một ngăn mát để chúng ta để rau. Vì nó là một mẫu tủ cao cấp của Hitachi nên nó sẽ được trang bị đèn chiếu sáng. Không phải mẫu tủ Hitachi nào cũng có đèn chiếu sáng ở dưới ngăn rau. Đó, để chúng ta thấy là đây là mẫu tủ cao cấp, được hãng họ trang bị rất là nhiều những cái hay mà các mẫu tủ khác không có. Và tất nhiên không thể thiếu một hệ thống các con cảm biến ẩm để giữ độ ẩm ở cái mức khoảng 90%, bảo quản rau được lâu nhất. Rất hay, các bạn sẽ rất là thấy ấn tượng về cái khả năng bảo quản rau của nó các bạn. Đây chúng ta cùng nhìn thấy tủ lại một lần nữa. Hiện tại thì tủ đang có sẵn tại kho Nhật Bùi Huy. Các bạn có thể đến xem hàng trực tiếp hoặc gọi điện cho tôi để tư vấn. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Bùi Huy Kho Hàng Nhật, bấm vào tượng hình cái chuông để khi tôi lên clip các bạn sẽ nhận được thông báo và xem clip của tôi. Nếu một thông tin rất là quan trọng, đấy là thông tin về giá. Thì mẫu tủ Hitachi 520 lít bản mặt kính màu đen full 4 cửa điện này thì sẽ được tôi bán với mức giá là 38.800.000. Các bạn nhanh tay để sở hữu mẫu tủ siêu phẩm nếu các bạn muốn một mẫu tủ màu đen mặt kính như này. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.